bò nói dục cục mồi xuống luôn ghê thiệt. Bự bò này bự mà. Bò này bự bự không ạ? À? Mập lên nữa. Bún trắng tươi vậy là ăn à. Chưa kịp bóp mồi luôn. Thoải mái, bữa hổm anh dư triệu mấy em còn không nói tiếng nào mà. Chục con, năm con thoải mái. À. Lúc tấp hả? Bữa nay thầy coi xuất hành đúng giờ ha, sao Đạt? Có 10 phút cũng cao luôn à. Đúng giờ mới được. Xuống là lúp xúp liền. Năm tám. Năm ký tám, ok hả? Rồi mới xuống cần 8 phút luôn, còn 5 ký 8. Thôi hợp lại đèn có sâu vậy nè. Rồi đem đây con anh. Dạ rồi rồi, rồi để em cân cá cái. Chờ chờ em 3 phút. Bốn tám tám mươi. Bốn ký tám tám mươi. Con thứ ba của anh Sơn hay quá Sơn ơi. Hai con kia hết 15 kg rồi. 5 kg nữa.
46 30 46. Vậy mới được. Kéo cò bên đây mà bật cần kia hả? Cơm dừa nha nè. Con này nặng hơn con nãy không? Đúng. Con này phải từ 8 kg. Căng quá. Cơm dừa nha anh em. Con này 7 kg. Con này để cân 8 kg đúng rồi. 8 kg cơm dừa. Này làm gì để hả? Vô một cụm ké là phải bằng sang ổi sao kêu mà cũng đem ra. Đem rồi. Ở đây đây đây, đây. Ở bằng sang ổi. Bảy ký. Ok. Đó cũng gần. Rồi, 7 kg luôn. 7 kg. Cá của ai người đó bắt. Không danh lộn đúng không? Mà ông cha sạn hơn, quýnh gốc cho dễ có cá hơn. Cái đầu kéo cao lên là được. Thằng không dướng lại nhanh. Cháo hương vậy nè. Lớn. Cháo lớn quýnh nước, quýnh cái vô luôn.
đó. Hả? Không, em nghĩ cá chim hay gì đó. Bún nha nè. Bún. Cháo thì có con 10 kg. Ok. Mới quýnh được 2 tiếng 20 kg. Em tưởng đâu kèo thơm, bây giờ cuối cùng cũng không thơm lắm. Ê, heo 2 triệu á. Ừ, heo 2 triệu đó. Ê, tính ăn heo là được cái vé làm quê luôn á. Mày này con của con heo rồi. Gấp luôn hả? Được. Cuối cùng cũng có. Ý thiệt. Đang có xôi nha anh em. Bò. Bò đó chắc chục ký hơn rồi. Đang có xôi anh Điền ơi. Rảnh vô chơi. Rồi, 7, 6, 4, 5. Bữa nay... nay có đi Vĩnh Ngự không Vũ Linh? Thịt, chúng mình giải lắm. Bò bự không? Bò bự không? Sao con bò mới thả xuống ăn được nữa được? Phải con bò khác chứ. Tháo đi, tháo đi. Đừng gù sao? Đầu gù quá hả? Sáng làm con gửi 200 nho nha. À, y vậy, y con bò y vậy luôn hả? Sáng gửi con rồi đó. Ôi đè cái gì mà đè. Kiếp dâm rồi. Sao? Cá em không cá.
Con này 7 cái mấy á? 7.8 á. Rồi. Rồi. Thấy chưa? 73. Nói hết dâm rồi. À đè đầu. Cắm khô xuống. Má à, sắp hết tiếng cái nhỏ đấy thôi cũng không được. Anh thấy em bỏ đấy em không quan tâm đi ngủ theo luôn. Dẻo quá. Ba làng. Thôi. Của mình là mình không có dành được anh. Trà lên. Ở đâu mưa mà ở đây nắng quá trời mấy anh ơi. Vẫn chưa thấy mưa. Cho đường đây không anh? Dạ. 4, 8, 20. Rồi. Cười vậy quý, không bắt cá đi. 4 này 5 hậu. 5 hậu. 5 rưỡi. Không, con nó hết bung được rồi. Chào. Hồ đông lắm nha anh em, 3 cây. Anh em rảnh vô chơi ha. Vắng vậy dễ lên cá nha anh em. Nó thế nào cũng để về lưỡi câu à, mấy con này phải dính lưỡi câu 1 lần 2 lần nó mới sợ, mấy con đen cũng như vậy, dính 1 lần rồi bắt đầu thấy lưỡi câu cũng sợ rồi. 4.1 kg thả cho mình. Rồi cá ăn sớm, con thứ hai luôn. Con nãy 4 kg à. Luôn. Hàm đá luôn. Cái bây giờ. Con này bự hơn kia. Con này bự hơn kia rồi. Con này hàng năm. Lỏng. Thằng đủ mới gỡ ghép không? Giải thì dễ cơ. Ừ, thấy ghê quá. Ừ, cái tôi sợ cái vụ đó. Á nho rồi mà. Bắt con cái ra đi rồi gỡ cái đó anh ơi. Mở cái bao lý đi. Rồi, lên cân. Đó, nó nó. Bóp mắt, bóp cái. Lỏng. Rồi, bữa nay lại vị kho. Đúng rồi, Lộc. Bữa nay lại vị kho, con này con thứ hai rồi. Rồi, 5.9 kg. 16 kg luôn, nãy 4.1 kg. Rồi, 16 kg luôn. Rồi, 6 kg. Rồi, 2 con chục ký luôn nha anh em.